Chùa Giác Hoa, còn có tên gọi khác là Chùa Cô Hai Ngó, là một trong những công trình kiến trúc Phật giáo độc đáo nhất ở Bạc Liêu. Với tổng thể kiến trúc được bố trí hài hòa, theo lối kết hợp phong cách phương Đông và phương Tây, vô cùng đặc sắc. Nếu lần đầu đặt chân đến đây, chắc hẳn bạn sẽ nhầm lẫn nơi đây là ngôi nhà xưa hoặc một biệt phủ nào đó vào thời Nam Kỳ. Chùa Giác Hoa, tọa lạc tại ấp Xóm Lớn, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. Chùa được xây dựng từ năm 1919. Do bà Huỳnh Thị Ngó, sinh ra trong một gia đình điền chủ giàu có, nổi tiếng ở Bạc Liêu vào cuối thế kỷ 19. Bà đã hiến tiền và đất để xây dựng nên ngôi chùa này, nên dân gian thường gọi là Chùa Cô Hai Ngó. Chùa có tổng thể các công trình kiến trúc lớn nhỏ khác nhau, được bố trí chặt chẽ và cân đối theo lối nội công, ngoại quốc, kết hợp hài hòa kiến trúc Đông Tây, làm cho ngôi chùa vừa có nét đẹp sang trọng, lại vừa đậm nét cổ kính của kiến trúc Việt Nam xưa. Phía trước là chánh điện uy nghiêm, phía sau là sân thiên tịnh thoáng đãng, và cuối cùng là ngôi nhà hậu tổ, nơi đây thờ gia tiên và cô Hai Ngó, người sáng lập ra ngôi chùa. Chính điện giống như một công thự thời thuộc địa, nằm ở trên nền cao, vô cùng kiên cố, lấy màu vàng trầm mặc làm chủ đạo, mái ngói theo lối nhà xưa của Việt Nam, nền gạch thẫm màu, gộp lại như một kiệt tác nghệ thuật. Đặc sắc nhất phải nói đến khuôn viên chùa, nơi đây có những công trình kiến trúc độc đáo nhất mà bạn từng thấy. Điển hình là tượng bán thân Phật Quan Âm trên núi, bức tượng khắc họa khuôn mặt Phật Bà Phúc Hậu và vô cùng trang nghiêm. Đứng giữa nơi đây, giúp những người con lành của Phật giáo như trút bỏ hết mọi muộn phiền. Trong lòng cảm thấy thanh tịnh lạ thường, như vừa uống nước cam lồ mà Phật Bà vừa ban phát. Ngoài ra thì nơi đây cũng rất thoáng đãng với những vườn cây xanh tươi, tạo cho không khí vô cùng trong lành. Khi đến chùa ngoài cúng viếng Phật, khách thập phương còn có thể tìm được cảm giác tĩnh lặng sau những ngày xô bồ bởi cuộc sống mưu sinh đời thường. Nếu nhắc đến chùa Giác Hoa mà không nói đến bức tượng Phật Dược Sư đang ngồi ngự phía sau sân thiên tịnh, hẳn là một thiếu sót vậy. Bức tượng Đức Phật Dược Sư ở chùa Giác Hoa khoát họa chân thực hình ảnh một đấng giác ngộ có lòng từ bi vô lượng với hết thảy chúng sinh. Đứng giữa tượng Phật, bạn sẽ thấy thanh tâm vô cùng an lạc, cảm giác như vừa được lạc vào cõi thần tiên. Chùa Giác Hoa ngày nay sở hữu vẻ đẹp uy nghi và lộng lẫy, trở thành điểm du lịch tâm linh nổi tiếng ở Bạc Liêu, đón tiếp hàng trăm ngàn khách thập phương mỗi năm, góp phần lớn thúc đẩy nền du lịch Bạc Liêu ngày một phát triển. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu hay hãy like và đăng ký kênh ủng hộ mình.